Thông tin từ lãnh đạo xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn khiến cho một người tử vong. Nạn nhân của vụ nổ được xác định là anh VVH, sinh năm 1996, trú tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Anh H là công nhân đang thực hiện vận hành hệ thống máy bảo quản hải sản đông lạnh. Tại hiện trường, mảng tường bao sát với nhà dân đổ sập, phần máy tôn cũng bị đẩy bay. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ nổ.